lớp, 5 lớp còn thêm một cái kháng khuẩn cao, nó dày, rất là dày, ở nhà rò thấy không? Rất là dày, rất là dày, rất là dày để cho ở nhà mình xem và xài khi nó đau kháng khuẩn. Mày có áo giáp chống không? Có áo giáp không? Chứ cần như thế nè. Dạ, dạ đúng rồi. Có áo chống tên lửa không? Dạ có. Rồi, vậy là mày một cái bên này. 8 một cái bên nè. Dạ. Rồi sau đây là cái máy để hậu cần mẹ cho gia đình chúng ta mọi lúc mọi nơi mình cần cũng có. Cái máy này là cái máy bảo vệ sức khỏe cho gia đình chúng ta. Dạ. Dạ. Thì cái máy này nè, cái nhà mua về lắp pin vô, mở cái cục màu đen này nè, nha. Đây nè. Ờ, nha. Thì mình rút vô đây. Cái máy này có máy gì? Dạ, cái máy to SPO2. Dạ. Rút tay vô đây. Rút tay vô đây mình đụng vô cái miếng trong, chứ mà anh rút chút xíu là được nha, nó không lên. Nó có cái lưỡi ở trong, mình rút cái tay mình vô nè, nó sẽ tới cái lưỡi, rút gì vô cái. Vô cặp mẹ thôi. Dạ. Bốn vô trong. Có thở không? Nè, của em là tim của em nó đập mạnh. Đập 300 không? Đập 300. Của em là 99, 99, 99. Cái gì? Hả? Cái gì? Không có, SPO2 của em 99. Tim của em 99 luôn là ok chứ cái nhà. Cái máy này không phải là gì, cũng phải là khó. Mình đi làm về mệt, con người mình mệt, người già yếu trong giờ mình mệt. Tại vì cái máy đây em mua mệt. Cái máy này nè, nó bảo vệ, nó làm sao nó cứ theo dõi sức khỏe cho người già, cho đình chúng ta. Người con già cũng được. Cái máy này là cái máy theo dõi sức khỏe SPO2 với lại nhịp tim của mình. Bên nào nhà nào có bị bệnh tim hay là bị hay mệt hay xỉu là hay bị mệt á, thì mình mua cái máy này về mình phải coi cái nồng độ oxy và kéo nhịp tim của mình nó có đập đúng nhịp hay không. Dạ. Thì tôi nói giá của nó là 399 ngàn. Còn em tặng cho quý vị khán giả một cái kính nano như thế này nè. Một cái kính nano hiệu bé đào. Cái gì? Một cái kính nano hiệu bé đào. Một cái kính nano hiệu bé đào là 399 ngàn. 399 ngàn tặng một cái kính nano 65 ngàn. Cái kính này thì quý vị khán giả rất là tiện lợi đi che bụi chống thiên cực tím nắng mặt trời nè. Đó. Mua một cái máy SPO2 bởi vì được tặng một cái kính nano rất là xịn sò luôn nha cả nhà. Đó. Máy được bảo hành 2 năm. Cục chặt đổi là hai cái địa chỉ là 218 tên lửa của bình chi đập ba của bình tân. Rồi quý vị có biết đây là ai không? Đây là ngồi xuống. À đây là ngồi xuống. Đây là tài thi. Ngồi xuống mà khi mà đi mà cái vấn đề mà đưa đường tăng lên tỉnh kinh á thì mà tỉnh được kinh là nhờ cái kính này. Đó. Tại vì nó đeo cái kính này nó mới thấy được chỉ kinh. Đó, thì lúc đó là mình luôn nó đang dở như cái núi ra thì tại thiên nó phát hiện. Đó. Thì khi là tự trên cao mà tại thiên nó phát hiện được biển kinh, nó phải lao xuống nó vừa ôm cái biển kinh cái là ôm mặt bắt giới chạy ra quân như bỏ bông. Nó nắm mặt, không có ngang ngồi luôn. Ừ, không có thì cái này á, cái nè, đặc biệt là những chị bán hàng luôn á. Bán hàng mà bán cái đồ ăn nó thì thuộc trong đeo mình bán mình nói chuyện không có dân nước bọt, người ta cũng không có sợ đâu, dễ bán luôn, ăn uống quan trọng là cái này nha cả nhà. Đó. À, nói gì nói nãy giờ đó, lại phải chào cả nhà, chúc cả nhà luôn được bình an, thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Thì sang là đi tìm kiếm rất là nhiều nơi, và tại sao mấy anh em được an toàn là không bị mắc phải bà xi măng TV. Và xin anh khi đã quên lộn Covid. Do nhà ở đây cái chai bio này là nó độ sát khuẩn 99,9%. Thì khi chúng ta dùng cái chai mà độ sát khuẩn này chúng ta sát khuẩn ở bên ngoài, nhưng chúng ta không thể nào sẽ chuẩn bị được khi virus nó xâm nhập là nó nằm ở dưới bờ mỏng như thế này. Đó, các bạn biết là nó nằm ở bờ mỏng như thế này thì chúng ta không thể nào mà sạch tồn vô trong miệng trực tiếp được, mà chúng ta dùng bằng cái này nó là an toàn tuyệt đối vì nó là bằng sinh học, chúng ta có thể xịt trực tiếp vô miệng và được ăn. Nó
mì à? Ờ. Không. Cánh nữa không? Vậy cái này nó tẩy rửa tất cả những cái vi khuẩn nằm ở bên trong của cái vòng họng chúng ta. Khi tất cả những bệnh nhân mà bị Covid mà nó chuyển nặng dẫn đến cái trường hợp mà tử vong, thường nó là bị suy hô hấp cấp. Suy hô hấp cấp nó làm cho tất cả chúng ta là không thể nào mà chúng ta thở được. Còn ở trên vấn đề cổ vòng họng, khi nước nó nóng rồi nó làm cổ lẻ, nó di chuyển xuống cổ chúng ta đó. Từ đó nó phải bố cái bố lớn cổ chúng ta có cố mà thở được. Thì khi mà chúng ta thở được rồi thì nó sẽ thiếu dẫn tới mà thiếu oxy, mà độ oxy trong máu đó. Mà thiếu nồng độ oxy trong máu nó rất dễ giờ vấn đề mà bị đông máu dẫn tới đột quỵ siêu hấp cấp. Thì cái này khi mà virus nó xâm nhập ở vùng cổ của chúng ta thì chúng ta được gây nó là nó đi xuống qua tử dạ dày đẩy ra bên ngoài. Người lớn trẻ em đều xài được hết, rất là an toàn. Đây này công nghệ của Hàn Quốc chở đi tất cả mọi nước ở trên thế giới được, vô châu Âu được nha cả nhà. Giá của nó bình ổn, hiện tại giờ chỉ có là 499 ngàn. Bên cạnh đó được kèm đeo cả cái nano cái nano tài thêm và không phải chính nano cái đầu nha, giá lẻ. Cái này á là hàng ngày sang để dần tặng, cứ sang không bán, sang để dần tặng để cho quý vị nào mua những cái sản phẩm chai nano này sang tặng, kèm theo một cái kính nano này chống trầy xước, chống tia cực tím, bảo vệ bụi chúng ta khi đi đường. Và các bạn nào ngồi ngoài chợ buôn bán nhiều, đi dầu các bà nội trợ có thể giữ được làn da, nó bảo vệ cho sắc đẹp phải đẹp của mình. Đó. Tuyệt vời chưa? Vợ tấm phổn á, mà khi nào mà vô bếp là tấm phổn nó bắt nha, đeo cái này, bọn đeo ở Mỹ, cái giấy đi dưỡi. Ờ, trăng giống trăng mày, trời ơi, tám đồ đại mà mày. Bữa cái chai, đưa xuất lại. Cái chai Rio này giá hiện tại bây giờ ở trên thị trường là hơn 600 ngàn một chai. Hiện tại giờ sang đến với công ty Tấm Sang PDF ở tại 218 lên nữa. Và các bạn mua chỉ có là 499 ca. Ca đưa cái nano nano một cái kính nano và hiệu 08 tuổi có hiệu thời gian còn. Cái chai hiệu thời gian. Đọc lại. Hiệu thời gian. Đọc lại. Hiệu 08 tuổi. Không. Ở đây nè. Chống chối, chống bụi, ngăn ngừa vi khuẩn, ngăn ngừa virus, chống tia UV, kính có xử lý nano. Đó. Ok, năm đầu quan. Các bạn mua là 5k đổ lên, các bạn được tặng đem và những cái chế độ sản phẩm của riêng của Tấm Sang. Và đặc biệt cái này thì lấy từ một hộp 50 chai, các bạn nhận được giá sỉ. Lấy quy một cột 200 chai, các bạn nhận được giá sỉ gốc hơn nữa để các bạn có thể về bán. Đó, hiện tại giá này trên thị trường 600k cho tới 700k một chai. Cho nên là sang bán lẻ là chỉ có 449 ngàn. Còn các bạn nào muốn lấy sỉ về bán thì lấy một cùng 50 chai giá và cả đại lý như thế nào. Còn cả 200 chai thì các bạn lấy nguyên một cùng, và giá cả như thế nào các bạn hãy liên hệ qua số điện thoại hotline 077 758 881, chứ không phải là 88 lọc nha cả nhà. Ai bấm này nè, ta đang cầm đồ đạn cái bao này. Bên cạnh đó thì cả nhà chúng ta có những cái dòng sản phẩm combo. Thì combo có những cái vỏ đồ như thế nè. Túi chức gia đình bình an. Gia đình bình an, đây một cái túi rất là xịn sò luôn nha cả nhà. Khi các bạn mua được cái combo, các bạn được tặng một cái túi rất là xịn sò để chúng ta có thể đi thời trang nè, đi check in nè, đi tắm biển nè, đi nhảy cầu, ở quên lộn, nhảy cầu, nhảy thù đó, bậy bạ chết rồi. Cái combo này á là giá của nó là 558k, bao gồm có những gì? Đập bóp, khẩu trang, kiếm chi, hiệu, tự nhiên đưa tay lên, 95, hết 95 nha cả nhà. Rồi, cái tiếp khẩu trang em bé KF 94 là cái
tên đẹp tên. Đây. Và tiếp. Một ký test. Ờ, đơn cảnh nó có gì nữa mấy mày? Hộp khẩu trang gì nữa? Hộp khẩu trang dễ loại thôi. Còn, còn. Đó là chỉ là combo gia đình thôi. À. À. Đây. Combo gia đình mình đang có 3 món à. Cái này là một combo. À, số lượng 10. Số lượng 10 cái. À, 10, 10, 10, 10 bao này là số lượng 10. À. À, còn kit này là số lượng 3. 3 hộp. 3 hộp, còn ve test là một cái ve test. À. Cái này là combo gia đình mình đang nha các nhà. Rồi, đã tôi không thấy vợ chữ tôi đu rồi. Dạ, hết giờ anh hiểu nè. Dạ, cái thưa tao á. Dạ, cái thưa cả nhà, thì nãy giờ anh Phiêu đã sư phụ đã giới thiệu với cả nhà là combo gia đình mình đang. Dạ, kính thưa quý giả, một cái combo của nó là 3 món. Một thì cái mấy món? À, bù 3 món. 3 món cái khẩu trang quen bé thế này nè, của đồ mà ngủ hoàn sắc là 10 bịch, 10 bịch, 10 bịch, 10 bịch, 10 bịch, 40 bịch. Dạ, có nghĩa 40 bịch tới nha mọi người. Là 10 bịch, như cái nhà 10 bịch của nó là cái này của cái em bé nãy giờ cũng giới thiệu cái nhà là bên này là một thằng cứ là 10 bịch đây. Dạ, 10 bịch này là một cái một rồi người lớn là 3 hộp cái kia kích chi, à kích chi, một cái kích chi, ba hộp, đây ba hộp đại ước, ba hộp khẩu trang người lớn như thế nhà, với lại thêm một cái sản phẩm nữa, đó là một cái que test. Nhiều khi cái nhà biết sao bây giờ nói chung dịch bệnh mình cũng biết nhiều, mình cũng ý đi qua đây qua đó mình cũng đâu cần đeo khẩu trang, bây giờ nhiều người cũng muốn khẩu trang luôn rồi. Thì lâu lâu thì mình cũng thử coi gia đình mình có tự mình đi hay là như thế nào không. Thì mình hãy lấy cái này ra, mình lấy cái này ra một cây mình test thử cho gia đình mình coi sao. Dạ, cái này có 3 món combo của gia đình, cái combo này cho bà dạ, cái combo này thì em tính đưa ý trả là tặng gì, quá đơn trên 200.000 đều được tặng một cái móc quá, thậm chí một cái combo như thế này. Dạ, tính đưa một cái combo như thế này á, nếu mà chưa giảm á của nó là 680.000, 680.000 nếu mà chưa giảm. Nếu mà cả nhà mua một miếng một cái combo mà như nãy em giới thiệu á, đây 558.000. Wow, em sẽ giảm xuống nhiều. Dạ, sẽ giảm không? Dạ, giảm xuống cái trăm ngàn à, cái trăm ngàn luôn nha cả nhà. Dạ, và combo thứ hai là combo vui vẻ đến trường. Dạ, vui vẻ đến trường có gì là dạ vui vẻ đến trường thì nó cũng có 3 món nhưng có rất nhiều sản phẩm nha cả nhà. Dạ, đầu tiên 3 chai thực quẩn còn 70 là như thế này, tùy loại cả nhà muốn chọn cái nào cũng được. Đây nó bình thú 1 2 này chứa trong ba lô được không hiểu? Dạ được, có cái bóng luôn phải không? Dạ, ba lô cứ xách ra đi đâu cũng quá gì được. Dạ, thì mình được 3 món như thế này, 1, 2, 3 là 1 nha. Rồi, số lượng bao nhiêu? Dạ, cái này là 3 phần là 3 cái. Dạ, cái này là 3 hộp khẩu trang hết 95 cao cấp của các em bé. Hồi nãy cũng giới thiệu cái nhà là tôi đang để lại cái này mà nó có màu sắc hình nộ này kia của nó là 10 hộp nghe cái nhà, 10 hộp số lượng 10 hộp. Dạ, dạ số lượng 10 hộp. Dạ, cũng đây cũng đến trường bây giờ khi các em bé rồi chủ nhật này kia nọ mình đi chơi mình cũng đi cho con cháu mình ở đâu mình cũng đi đâu mình chơi con cháu mấy đứa nọ mình về thấy cháu bên cháu thấy hò rồi dài tập không à tập chạy mình tập một cái đó mình đem về mình đem về mình tự cho các bé hơn sức khỏe các bé có ăn tọt lâu để tí mình tự để các cho bé. Dạ, một cái combo này á thì nó có 3 món, 3 chai xịt quẩn, 10 hộp khẩu trang, 1 cái que test cho em bé, cho cái gia đình mình. Dạ, một hộp của nó, một cái combo của nó nếu mà em chưa giảm. Nếu mà cái nhà mua lẻ, nếu mà tính ra cái nhà mua lẻ thì sản phẩm đó đó, nếu mà chưa không có dùng tôi nha. Thì giá của nó là 575.000. 575.000 của nó. Giảm mà còn nhiều. Dạ, khi giảm rồi còn lại 485.000.
480.000 như thế nào. Quá ngon luôn, quá ngon. Thì đó là mình mua một combo. Rồi còn gì nữa lại không? Dạ còn hai combo nữa. Cái 575.000 á, thì cái đó là chứ em tính cái quá đơn hoặc tính bán lẻ. Nếu cả nhà mua combo là 485.000 thôi. Anh dạ. Anh chỉ thích cái combo thứ ba. Dạ. Cái combo thứ ba là cái combo dũng sĩ diệt khuẩn. Dũng sĩ diệt khuẩn COVID. Dạ. Dũng sĩ diệt khuẩn luôn hả? Dạ đúng rồi. COVID. Dũng sĩ diệt khuẩn. Dạ. Cái nhà mình cũng có ba sản phẩm. Ồ, combo này là combo bán lẻ diệt khuẩn không? Dạ, chưa có. Dạ, cái combo thứ nhất đó là dụng sĩ dụng vẫn là tại sao ạ? À? Cái này là cái chai bio. Ờ, à, đây. Dạ. Ủa, cái này nè. Ủa, cái này bỏ rồi nè. Nè, như nãy chú bộ đã giới thiệu là cái này là từ đường nè. Đó, dạ. Đây là dụng sĩ à. Đây là dụng sĩ mình xịt vô miệng, vô hộp cái này nó không phải xịt vô mặt hay là vô những cái khác. Mình xịt thẳng vô mặt, mình xịt thẳng vô miệng luôn. Đó, mình xịt thẳng vô miệng luôn nha cả nhà. Dạ, rồi còn một cái nữa là lao cái đầu trước đúng không? Đầu trước. Một cái đó là cái này em muốn giới thiệu với lại cả nhà là mình nói được cái máy đó B2 chăm sóc sức khỏe cho gia đình chúng ta không phải là kiểm tra sức khỏe cho gia đình chúng ta nhiệt độ hoặc cái nhịp tim của mình nó có ổn định hay không. Nhiều khi mình đi chơi về mình đi làm hay về làm mình mệt mỏi thế nào đó mình phải đem ra mình đem thử coi ok nhịp tim tôi hay là mẹ của tôi nó có ổn định hay không. Rồi. Dạ. Ổn rồi. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi. Đó là một cái luôn nha cả nhà. Ê cho mình cái rồi. Dạ. Cái này là cái Fit test nằm trong cái combo. Fit test cái này nằm trong cái combo này. À dạ cái Fit test này giờ cũng đã giới thiệu cái này là cái thứ đo mũi. Rằng là cái thứ đo mũi mình chờ vô thử coi sức khỏe mình không có virus quỷ sứ này nó có vô trong người mình hay không. Dạ thì mình lấy cái này ra mình móc ra thử có đó thì mình uống thuốc mình xịt cái chai này vô. Cái này là mình khử lòng covid. Ở cái này mình sẽ diệt covid nha. Cái này các bạn sử dụng cái công dụng của nó đây. Khi mà chúng ta không bị covid á, chúng ta có đi ra ngoài đường, chúng ta đến giờ tổ đông người, mỗi ngày chúng ta xịt 3 lần thôi, sáng đi ra xịt 2 nhát, trưa chúng ta xịt 2 nhát, chiều tối chúng ta về nhà xịt 2 nhát là an toàn. Còn các bạn nào bị Covid rồi, trong quá trình mà điều trị các bạn uống thuốc điều trị Covid đang ở tại nhà cách ly thì các bạn có thể xịt cái này một ngày 6 đến 8 lần nha, một lần 2 nhát. Và cái cách thức mà chúng ta sử dụng cái chai này để hiệu quả và chúng ta kháng khuẩn nhanh và cao thì chúng ta buộc phải thả miệng ra. Chúng ta kê cái chai này cho nó ngay ngắn đàng hoàng, kê sâu vô trong để làm chi? Để khi mà chúng ta bơm á, cái dung dịch này nó bắn thẳng vào trong cái phòng ẩm của chúng ta, từ đó nó sẽ di chuyển vào bên trong và nó được tẩy rửa bên trong để cho nó kháng khuẩn, diệt khuẩn rất là tốt, hiệu quả. Bên cạnh đó là sang khuyên tất cả mọi người ở nhà, vì sức khỏe của chúng ta cũng như là tính mạng của gia đình chúng ta, con em chúng ta, người thân chúng ta và bản thân của chúng ta thì ai sử dụng bao nhiêu tiền cũng hết. Cho nên một cái chiếc máy như thế này giá nó quá rẻ, chỉ có vài trăm nghìn đồng mà chúng ta có thể để ở nhà. Nếu trường hợp gia đình mình có những biểu hiện, thứ nhất nhức đầu, quẩy quẩy chóng mặt, buồn nôn và bên cạnh đó xây sẩm mặt mày khó chịu, chúng ta hãy nên sốt cao và chúng ta hãy nên dùng cái máy này kiểm tra ngay cái nồng độ SpO2 trong người, trong máu của mình và kiểm tra ngay cái tim mạch. Thì từ đó là chúng ta phát hiện đánh giá tình hình bệnh tật của chúng ta sớm để chúng ta có hướng mà điều trị để mà nhờ y tế can thiệp. Nếu chúng ta không có cái máy này ở nhà, chúng ta có thể bữa nay sốt cao quá rồi nhức đầu chóng mặt khó thở ăn không vô mất mùi vị ABC, chúng ta cứ ý cứ để đó hoài không kiểm tra và chúng ta tới một cái lúc nào mà cái virus nó đủ mạnh để nó tấn công cướp đi sinh mạng của chúng ta, lúc đó chúng ta không thể nào trở lại được. Cho nên mỗi gia đình sang phim mỗi người nên sử dụng một cái máy này ở nhà để đảm bảo sự an toàn cho mình. Phòng khi mà chúng ta có điều gì bất chấp chúng ta hãy cầm cái máy này chúng ta kiểm tra ngay. Khi mà chúng ta kiểm tra rồi có cái chỉ số thì chúng ta biết để mà liên hệ với lại y tế hoặc có cách để mà phòng vệ từ xa về cái vấn đề cách ly cũng như là phòng chống Covid. Cho an toàn hơn. Thì bên cạnh đó cái máy này
nhiệm vụ của nó, nó có thể là các bạn tính chỉ số, nếu như dưới nồng độ SpO2 trong máu dưới 90 là các bạn nên đưa người nhà chúng ta đi cấp cứu ngay, không chần chừ một giây phút nào. Mà từ 90 cho tới 93 là các gia đình của các bạn đang nằm trong tình trạng hơn kịch rồi đấy. Còn mà từ 94 cho tới 97, 98, ok, sức khỏe của bạn tốt. Dưới 94 là đang nằm vô tình trạng hơn kịch rồi. Mà dưới 90 nữa thì các bạn đừng vô điều gì cả, hãy chở người thân mình cần đến trang thiết y tế và kiểm tra ngay nồng độ virus ở trong cơ thể chúng ta, nồng độ cao thấp, từ đó các bác sĩ và đưa ra phương án điều trị ra sao để gìn giữ và đảm bảo được cái sức khỏe và tính mạng của con người. Đó là nhiệm vụ rất là quan trọng. Thì bên cạnh đó thì cái chai này chúng ta luôn đem ở bên người để tiêm. Chúng ta sẽ đưa trong cái hoạt động của chúng ta để làm sao cho nó mà dưỡng được cái trong cái hoạt động của chúng ta cũng như là đảm bảo chúng ta lúc nào cũng sẵn. Tống thứ tất cả những con virus nó đang làm cổ đẻ thì các bạn cứ nghĩ đi, cái trái cổ của mình vậy, nó làm cổ đẻ xung quanh, nó làm bó bột cái trái cổ của mình. Thì khi mà trái cổ mình thở ra nó phải cần cái độ mềm, có sự co giãn mà nó bó như vậy chúng ta thở mới được, dẫn đến cái vấn đề mà suy hô hấp cấp thiếu nồng độ oxy trong máu, dẫn đến cái vấn đề đông máu rồi suy hô hấp cấp đột quỵ rất là nguy hiểm. Cho nên là hai cái món này được gọi là dưỡng sĩ diệt virus, các bạn nên mua và để dành ở nhà. Thì cái giá của nó đó, nếu mà em tính là thêm được mức lại á, lại hàng thì của nó là 1.180.000, 1.180.000. Hiện tại bây giờ mình giảm nguyên, nếu mà mua nguyên combo á, giảm còn 998.000, nó sẽ giảm cho mình 170.000. Bây giờ mình chào khán giả. Bây giờ mình giao lưu với khán giả cầm cỏ cho mọi người tư lên cho bộ. Các bạn hãy liên lạc vào cái số điện thoại bên đây, các bạn có đủ những cái sản phẩm cũng như những cái chai này, các bạn đi du lịch là treo lên cái túi du lịch rất là đẹp, là xịn sò luôn đó, chỉ có vài chục ca một chai đó. Một chai ở đây là chai cồn đó, tất cả những cái này là gọi là chai cồn. Thì ở đây là tại sao ngày hôm nay sang về lại Sài Gòn, có mặt ở đây Sài Gòn sau hành trình 45 ngày đi Tây Bắc, thời gian này mà tất cả mấy thầy trò an toàn về tới Sài Gòn. Thì tất cả những cái sản phẩm nãy giờ quý vị dòm á là sang bán để dành tiền, để mà có tiền để cho quỹ nghèo, vận hành xe cứu thương cộng đồng để giúp cho người nghèo, và đồng thời những cái chương trình hỗ trợ cho người nghèo ở vùng sâu vùng xa. Cho nên rất mong cả nhà chúng ta ủng hộ với là tấm sang trong những cái sản phẩm như thế này, để mà tấm sang có được cái chi phí để mà hỗ trợ cho người nghèo. Và bên cạnh đó các bạn cũng có được những cái sản phẩm tốt và để mà chúng ta có thể giữ gìn và đảm bảo sức khỏe cho mình, đặc biệt đeo khẩu trang và để mà đảm bảo được cái sự an toàn. Thì khẩu trang á là Sang cũng xin báo luôn, và thời gian sau này Sang sẽ ra những cái mẫu hợp, mẫu cả những cái này nó đúng là cái khẩu trang của tấm Sang KDS nha. Thì sau đó thì mai mốt là Sang tới cái chỗ màu xanh, Sang chuyển qua cái màu vàng. Đây, cái màu vàng là mẫu mã sẽ không đóng như Sang, và sau này là chủ lịch thì lấy dùng một cái hộp còn đây, sau này quý vị sẽ ít thấy cái màu xanh này nữa, nhưng mà quý vị sẽ thấy cái màu vàng. Sang sẽ làm những cái mẫu mã này đặc trưng của ô kim của Sang, đó là sau này là mẫu mã này chết luôn. Cho nên rất mong bà con cô bác cùng đồng hành với tấm Sang để chúng ta cùng nhau chia sẻ cái tình yêu thương đến với bà con nghèo. Các bạn mua khẩu trang cũng như là các dòng sản phẩm ở nơi khác vẫn được, nhưng khi mua ở đây các bạn cùng với là tấm Sang góp công vào cái việc mà giúp đỡ cho đồng bào vùng sâu vùng xa, những trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa, giúp ích cho xã hội. Thì ở trên YouTube của hội Người Tây Đét đặc biệt Tây Bắc có rất nhiều những nguồn một cảm xúc để quý vị có thể cảm nhận được sự khó khăn của bà con mãn mạng ở trên vùng cao vùng núi của vùng Đông Bắc Tây Bắc. Thực sự đối với Sang cái chuyến đi này để lại cho Sang rất nhiều cái trải nghiệm và ấn tượng. Thì bên cạnh đó thì kể cả tính mạng của Sang và đồng đội là xếp chấm mấy lần trong cái chuyến đi này, mà khi tiếp cận được bà con bản làng, thực sự mà hàng của mắt cũng lên cái món đặc sản của bà con ở gia đình họ ăn nhiều lắm là họ có vài cái miếng khô để mà họ
còn đa phần là muối ớt, ăn cơm với muối ớt rồi khoai nướng mà nhìn rất là đau lòng. Thế thì mà khi mình trao được cho bà con cô bác ở một món quà nào đó, đem được ánh sáng đến cho bà con cô bác, người ta quý mình, người ta đi gom hết cho ông trở lại và có được cái miếng gì ngon nhất đó trong một bàn, miếng khô, miếng mắm, miếng muối ớt để gom lại đại nó nghe. Và khi mà sang ăn những cái chén cơm trắng với lại muối ớt mà của bà con mà lòng mình cảm thấy ấm, ấm vì cái tình con người, nhưng mà xót xa cho cái sự khó khăn của bà con ở vùng cao, đặc biệt là bà con ở vùng cao và trẻ em ở vùng cao, thật sự đối với xem mà nói họ bị khó khăn về cái số phận, họ bị khó khăn bởi vì môi trường thiên nhiên, họ bị khó khăn bởi ảnh hưởng tác động bởi bàn tay con người. Thật sự mà nói khu vực phía Bắc, người dân phía Bắc luôn hãnh diện về cái những cái vùng đất hào hùng. Tại sao Sơn đã nói là những cái vùng đất hào hùng đã để lại rất nhiều cái kiến thức từ cha ông của chúng ta đã đến ngày hôm nay, và những ngọn núi trung tuần địa điểm phong thủy cũng như là những cái ngọn núi mà những cái cảnh quan, những con sông, những con suối, những cửa ruộng bậc thang rất là đẹp. Cho tới ngày hôm nay mà sang đi men theo từ ở đông bắc sang tây bắc, thật sự mà nói hai ngày nước mắt rơi, chứ thật sự khi gặp cái biên giới lớp nào thì bên Trung Quốc họ lớn nhất mình, họ lan đường gào, họ chặn đập, chặn con suối, tắt nghẽn đường nước, rồi lại một phần nữa tất cả những cái đập thủy điện họ lên như lắm, mà khi mà làm những cái đập thủy điện trong quá trình xây dựng từ 3 đến 5 năm thì người ta chắn nước lại để mà nó xây dựng cho dễ dàng dàn hơn, thì cái nguồn nước lại bị cạn kiệt. Khi mà con sông chết, nguồn suối chết thì tất cả cứ nghĩ ảnh hưởng đến tài nguyên môi trường con người rất nhiều, mọi thứ xung quanh. Mà cái dòng sông Đà, ngày xưa có một bài thơ gọi là ông lái đò sông Đà rất là hay, nhưng mà đối với Sen bây giờ đứng bên dòng sông Đà, Sen phải đặt cái câu thơ đó đổi ngược lại, khóc cho một cái dòng sông. Vì sao? Dòng sông hiện tại bây giờ nó chỉ còn là sỏi đá. Chúng ta có thể xây dựng những cái sinh văn vận động khổng lồ nào ở dưới đó cũng chẳng thể chạm tới nước. Cho nên là chúng ta nên đọc cái bài thơ đó đổi ngược lại, khóc cho một dòng sông, xót xa cho những người đồng bào dân tộc vùng cao, họ đã khó khăn rồi còn lại khó khăn thêm, đường đi thì hiểm trở, đi bộ kể cả xe máy mà muốn tới đều cũng lọt kèm lọt dịch cẩm, lấy gì mà bà con cải thiện được đời sống. Rồi điện đó không có, trẻ em thiếu thốn từng lý từng tính. Đối với các trẻ em cầm một hộp sữa lên nó sẽ nói xin lỗi nha, không biết cái ống hút những cái hộp sữa này thao tác như thế nào để lấy sữa được bên trong ra để mà uống, rất là tội nghiệp. Nhìn cái cảnh đó thì chúng ta nhìn lại những cái mà thành phố phồn hoa, thành thị phố phường mà chúng ta có đầy đủ, đặc biệt là cái giới trẻ ngày nay, các em trẻ, các bạn trẻ, các bạn có đầy đủ, các bạn có đầy đủ nhờ đâu? Nhờ do cha mẹ tạo tình dạy nắng dầm mưa để tìm tư đồng từ các để lo cho chúng ta có cái em, có cái máy, lo cho chúng ta có được cái phone điện thoại để chúng ta đến trường, để mà chúng ta được liên lạc với cha mẹ, liên lạc với bạn bè, chúng ta quá hạnh diện quá. Quay đầu về đem một cái ba lô trên người, có các em thì đi luôn dép gấp tay cô, có em thì kể cả luôn chân công để mà đi về tới nhà, một ngày tối đêm không ta về tới nhà cứ thở quá lên đường ra, thậm chí mà nằm ở giữa đường bán từng bó leo để mà đem được một ngày hai một ngày đem về gia đình để mà kiếm thêm cái cuộc sống. Vì sao cha mẹ hồi xưa có thể cha mẹ của các em thì lúc trước nhờ những con sông con suối đánh mất cá, đem những cái lục cỏ cá đem đến chợ để mà bán những lấy được cái đồng tiền nó để mua sinh cho gia đình. Nhưng bây giờ con suối đã chết, không còn một thứ gì sinh sống trên cái ngọn con suối đó, tài nguyên bị ảnh hưởng, canh tác trồng trọt thì thiếu nguồn nước. Thì chính vì chỗ đó các em vừa đi học, các em đã bán từng bó leo
nhìn cái cảnh tượng các em bán từng bó rau mà mệt tối lại người nằm xỉu ở ngoài đường, hai hàng mặt xe muốn rơi, mặt xe phải gửi nước mắt lại, gửi nước mắt lại để làm gì? Để tạo một cái không khí tích cực để động viên các em, cố gắng cho các em từng bó rau đó và gửi tặng các em vàng ngàn, 100 ngàn đối với các em đó gọi là một cái món quà thật sự rất là to lớn với các em. Bây giờ các em cầm tiền các em không biết xài mà không nói được tiếng Trung chưa hết, cái chiều đó các em muốn học hành học bằng cái gì? Học bằng niềm tin, không thể nào vì không có điện đóm, không có ánh sáng, các em học bằng cái gì? Cho nên đó, qua cái chương trình này mà sang đi mà đến được với là học con cảnh làng, đến được với lại tất cả mà người dân khó khăn ở dọc biên giới, nhìn cái cảnh khó khăn của bà con phía trước một sau, cuộc sống bấp bênh, bám đất bám núi mà sống để gìn giữ được từng thửa đất cho đất nước, gìn giữ được biên cương cho đất nước, và kể cả các anh em bộ đội biên phòng cũng kề vai sát cánh với bà con để mà chốt lại những cái vùng biên cương, những cái vùng biên giới. Thật sự chúng ta nhìn những hình ảnh đó, chúng ta so lại cái cuộc sống chúng ta hiện tại, chúng ta có quá nhiều, chúng ta luôn nên trân trọng. Chúng ta đã có, dù đó ít hay nhiều chúng ta cũng vô miệng cười, tối thiểu thì chúng ta cũng bước lên trong bàn hàng, nhưng bước xuống khó hơn rất nhiều những hạnh đời bất hạnh, những trẻ em bất hạnh. Cho nên là mong các bạn trẻ chúng ta nếu trong cái thời điểm này là thời điểm mà bất kỳ là khó khăn về kinh tế, cha mẹ anh chị em làm việc chất giả để tích lũy từ đồng từ các để mà cho các bạn trẻ có được cấp sách đến trường, có được cái những bộ đồ mới, những cái đôi dép và những chiếc xe, những cái điện thoại chúng ta có đều, thì chúng ta hãy nên trân trọng cha mẹ người thân của chúng ta để chúng ta có được những cái như thế này. Quý vị có thể xem trên những cái video của kênh YouTube của Điện Biên Đẹp, quý vị thấy hành trình Tây Bắc của sang, quý vị nhìn đi, nhìn cảnh của bà con đi. Những cái gì hãy thương cuộc sống của những người hiện tại, thương cha mẹ của những người hiện tại và thương những người nào đang làm lam lũ để mà lo cho gia đình người đồng tâm. Chúng ta hãy quý trọng những người đó vì họ dám hy sinh, bán đi cái thời gian, bán đi cái tuổi thanh xuân để mà được chi, được lại cái lợi ích, được lại cái ăn học, được lại cái có đầy đủ cho con cái, người thân gia đình họ. Thì chúng ta phải biết quý trọng những gì chúng ta đang có và biết quý trọng những người thân của chúng ta đã hy sinh. Cho nên thông qua cái video này sẽ cũng gửi một tí đến cho các bạn trẻ và các thông điệp, chúng ta hãy trân trọng những gì chúng ta cũng có. Đôi lúc các bạn nhìn thấy là các bạn ngó lên trong bàn ngang, nhưng mà thật sự cũng hứa với các bạn, nếu các bạn đi cùng chúng con, các bạn nhìn những hình ảnh đó, các bạn sẽ nhìn xuống các bạn hơn rất rất nhiều. Ở khu vực phía Bắc Hồ Sơn phải nói một nơi là một cái nơi đã đem lại cái bao nhiêu cái tiếng gian hào hùng lịch sử ở cái tầng nghĩa đất nước Việt Nam của chúng ta, núi non hùng vĩ, những con sông con suối, những cảnh thử ruộng bậc thang đẹp lộng trời, còn để lại những cái kiến tích từ đó. Bác cũng có bác tướng Vũ Nguyên Giáp cho tới những cha ông vua quốc trước kia, để rồi biết bao cái chứng tích đẹp vang khắp chợ Nam Châu, những cảnh núi non đẹp hùng vĩ mà bây giờ ngày hôm nay còn lại gì? Núi thì bị phá dựng, núi từ nguyên sinh thì thành những ngọn đồi chọc. Bởi ơn thiên nhiên, nếu chúng ta không biết quý trọng, chúng ta tàn phá biến hại thì mai kia mất nọ, tài nguyên khoáng sản cũng chen còn gì. Thế hệ con em của chúng ta sẽ ra sao? Cho năm này sang rất là mong mọi người nếu có dịp hãy cùng đồng hành với sang đi đến những vùng sâu vùng xa, khu vực Tây Bắc Đông Bắc, những vùng biên giới xa xôi hẻo lắm, không một bóng người, thậm chí sang chính bản thân của sang cùng với lại đoàn hết sang muốn đổ sang phải chạy đi chạy về được 200 km ôm theo một cái thùng phi để xếp hàng mua được một cái thùng phi dầu đem về. Thì tự hỏi người dân bản này họ muốn có được cái dòng xăng đổ vô trong cái xe máy mà chạy từ ở xã lên cho tới cái dòng bản vô bản này thì họ đi được bao xa?
mà tiền đâu họ mua được nhiều giống như Nguyên Phi á, mà họ sắp một cái trang có chút xíu như đây, họ chạy đi biết bao nhiêu xa, họ tức dốc tình để cái dòng xa nó. Tại sao người dân bản làng không lý lộ nhiều nhất? Họ có xe máy nhưng mà họ không dám đi, tiết kiệm từng đồng một để tức dốc tình cái dòng xa. Nó khó khăn đó, nó độ nó thì thử hỏi đời sống của bà con nâng cao kiến thức kinh tế, mọi thứ các cá nhân dân nó còn lo còn khó khăn gì đó. Nên sang nước con tất cả mọi người chắc nhớ mọi tiền viện với tiếng ngoài mọi tiền viện với đếp cho các nhóm từ thiện khác. Các bạn nếu như mà các bạn có dịp đủ thời gian đủ kinh phí, các bạn nên đi trực tiếp về những cái vùng đông bắc tây bắc, những cái vùng dọc biên giới hiểu lắm sao không, các bạn hãy liên hệ đó tất cả những cái bộ đội biên phòng cũng như là ủy ban dân tổ quốc cũng như là hội chữ thập đỏ, thì nhờ tất cả các ban ngành đó sẽ hỗ trợ các bạn đưa các bạn vô được bên trong. Sang chắc chắn rằng nếu như các bạn đi một mình không liên hệ chính quyền, có lòng các bạn giao tiếp bằng được, sang hứa luôn, thứ nhất đường đi hiểm trở, thứ hai là không biết đường đi dễ bị lạc, mà đã lạc rồi là dẫn đến cái việc tử vong như chờ. Cho nên nếu không có lực lượng bộ đội biên phòng thì khó lòng các bạn tiếp cận được vô những cái vùng thật sự là hiểm lắm, thật sự là không có người đi được. Cho nên là các bạn một lần hai lần cho một năm đi đến những vùng đó để hỗ trợ các nghĩa em nghèo cũng như là bà con nghèo. Đó là những gì sang hiện nay chia sẻ cái thông điệp gửi đến tất cả mọi người, mong mọi người hãy trao nhau những cái nụ cười yêu thương, những nụ cười hạnh phúc để chúng ta đồng bọc với nhau, để cứu có những ấy giúp đỡ lẫn nhau, để nên chia sẻ cái đời sống mỗi ngày một cao hơn. Dù cho chúng ta ngày hôm nay có được cái cơm dung, cái cơm bằng, chúng ta có thể sớm nửa chiếc cơm này chia sẻ với bạn con, chúng ta cũng chẳng thấy đánh lời. Ăn nhiều chúng ta cũng no, mà ăn ít chúng ta cũng no. Đời người chỉ có bấy nhiêu, chúng ta sinh ra với hai bàn phải trắng chết đi cũng đâu có đem được gì, chỉ đem mỗi được cái hai cái chữ thiện và ác. Mà chúng ta cái gì cũng mà cái lúc nhà cũng thiếu cái là nhu cầu cuộc sống chúng ta cần phải có chúng ta như con như mọi lời tình chúng ta không phải là đem theo, nhưng chúng ta có phải đem được cái lành con người và dạng con người chúng ta đem theo, để chúng ta có thể giúp ích được cho xã hội, giúp ích cho đất nước, giúp ích cho những người bạn đời chúng ta. Đó là những điều sang ở mong chúng ta hãy luôn lan tỏa cái ánh sáng từ bi mà Đức Phật luôn chỉ dạy chúng ta, hãy số dọn khắp mọi nơi chia sẻ ánh sáng đó, giúp cho mọi người thoát qua những cái khổ nạn, thoát qua những cái nghiệp chướng để đi đến sự an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Đó là những gì ngày hôm nay sang xin phép và ngồi ở đây để chia sẻ cùng quý vị khán giả, và bên cạnh đó thì sang rất mong mọi người luôn đồng hành cùng sang thông qua cái văn bay bán hàng của sang và của các công ty bán sang BDF Germany, thì văn bay thì sang mới của mình là, cho nên thì rất mong mọi người ủng hộ trên văn bay, và vô trên văn bay các bạn có rất nhiều cái dòng sản phẩm. Sắp tới thì sang ngắn thời gian nha, sang sẽ làm một số hàng đó, cái hàng sản phẩm đó công ty của sang bán mua để làm bán mua để kiếm một tiền chia sẻ tận hưởng luôn đó mọi người. Cho nên sang rất mong tất cả mọi người cùng đồng hành ủng hộ bán sang. Các bạn hãy để lại tin nhắn thông qua số điện thoại sang đang cầm. Hello, chào chị. Dạ. Em đi ngang qua xong rồi dạ. Em thấy em tấp vô thần tượng anh Trang bao nhiêu lâu, bữa nay mới nhìn dạ. Được anh Trang. Dạ, cảm ơn chị. Các bạn hãy nhắn tin qua cái số điện thoại hotline của bán hàng của sang là 077-758-881 và số thứ hai là 0818-299-606. Các bạn hãy để lời nhắn, đây là chính thức số điện thoại của công ty Tấm Sang BDS bán những dòng sản phẩm này. Chỉ có hai số điện thoại này, ngoài hai số điện thoại này tất cả những cái thông tin khác là được rồi. Mong các bạn hãy chú ý kỹ vào cái chúng ta này chúng ta xem. Ngoài hai cái số điện thoại 606 và 8814, đó là chính thức của số điện thoại bán hàng của Sang. Các bạn hãy lưu ý hai cái số điện thoại này, ba số cuối nếu không đúng là chắc chắn là tại tại có bốn cái bộ luôn đồng hành bộ Sang để tiếp đỡ cho Sang có được thêm những đồng tiền đức Phật để Sang làm những cái điều mà bà con nghèo thì rất cần. Ok, cái chuyện được bảo. Rồi bây giờ một lần nữa Sang rất là cảm ơn mọi người, cái video cũng đã dài rồi, Sang sẽ hẹn quý vị ở cái video kế tiếp vào chiều tối nay.
khoảng tầm 6:30 tức là 18:30 tối Sen sẽ quay trở lại và Sen sẽ ngồi ở đằng trước cửa nhà của Sen. Sen bán nhà, mong quý vị khán giả ở xa gần khu vực Bình Tân cũng như là đoạn 6, quận 5, quận 3, quận 10 hãy ghé ủng hộ cùng Sen cũng như là bà con của bác ở khu vực ở Đà Chánh và Tân Kiên qua đây giao lưu và ủng hộ tấm Sen. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và kính chào và gặp lại tất cả mọi người ở cái video sau. Tiếng Thái là sao? Chưa nghĩ tôi ra. Bye.